Hướng dẫn cho anh em cài đặt mấy con máy Shimano này nhé, trên Camaru System này. Đấy, cài đặt nó giống nhau. Con này là Play 3000 nhé. Nó có một số chức năng cơ bản sau. Thứ nhất là vào dây thôi, vào dây khỏi đi, cài đặt đi, vào dây có clip sau này. Cài đặt như sau, chuyện góc quay cho mình sẽ nhìn này. Bây giờ anh em có nhìn thấy chữ không? Rồi quay bằng cái đây, phải cho sát vào camera. Đây, lúc này nút cài đặt này. Đây là em bấm lần thứ nhất, anh em thấy màn hình nó nháy không? Thế nó nháy cái nút này không? Nút này nhé, để mình nói sơ qua về mấy cái nút này, về mấy cái chữ ở trên màn hình này. Chữ này có nghĩa là anh em sẽ cài đặt cái bộ đếm giây, cài đặt cho nó gọi là cái gì đo khoảng cách đáy á, lưu điểm nhớ của khi anh em thả dây á. Ví dụ anh lần đầu anh em thả dây, anh em bấm nút này phát thì là 100 m, nó sẽ lưu lại 100 m đó. Thì lần sau anh em thả xuống thì nó 100 m. Thì cái nút này, chức năng này đầu tiên nó chỉ là cái hình thức để anh em hình thức để hiện màn hình là đếm giây như thế nào thôi. Mình ví dụ đây nhé, khi mình chưa chọn nhé, đây khi ở chế độ này thì nó sẽ đếm giây như thế này. Chị làm cho anh em xem nó đếm giây như này nhé. Ví dụ này. Đó, rồi bấm đếm giây nhé. Đó. Thì nó sẽ đếm như thế này. Thấy không? Đó. 10 trên 9, 10 trên 9. Ok chưa? Đó. Màn hình ở trên, màn hình chính ở trên nó cũng là 10,9, là lên 11 mét này. Đấy, là 11 mét nhá, và dưới cũng 11 mét. Đó, cái nút đầu tiên là chỉ hình thức đếm giây thôi. Thì nó sẽ đếm như thế nào? Nó sẽ đếm như thế này. Đây là nó đếm như vậy, lưu lại điểm nhớ 11 mét. Thì tí nữa anh em thả xuống 11 mét thì nó sẽ báo tít tít, nó kiểu như vậy, gần gần tới. Thứ hai, khi anh em, nó vẫn là cái nút đếm, cài đặt chế độ nhớ nhá, nhớ đáy nhá. Đó, nhưng mà khi anh em chọn vào thì giờ nó sẽ nhớ kiểu khác. Đó. Khi anh em tới gần số 11 nó sẽ báo tí tít, thấy không? Đó, nó báo cho anh em là gần tới điểm đó, báo rồi. Đây, ví dụ bây giờ mình chọn hai chế độ này nhé. Đó, thì nó sẽ đếm ngược lại này. Khi bấm vào màn hình 00 và nó rơi đây. Đó. Thì anh em quen cái hình thức nào thì anh em chọn như vậy thôi. Máy êm một hoàn hảo anh em nhé. Đó, anh em nghe đây nhé. Đó. Đó là cái nút đầu tiên nha. Sang nút thứ hai. Mình thì mình đếm là kiểu kia nên mình tắt đi, mình không thích đếm cái kiểu đó. Đó, mình sang cài đặt thứ hai. Cài đặt thứ hai là cài đặt là chế độ này gọi là chế độ hỗ trợ spool đó, mà motor nó sẽ hỗ trợ khi anh em thả chì xuống dưới. Khi anh em thả chì nó sẽ kêu kiểu như vậy đó. Thì đây cái chế độ này sẽ hỗ trợ nhé. Thì đây bây giờ chọn vào này. Đó, chọn nhé, chọn là có cái đây, quên màn hình hơi xa sẽ em nhìn thấy. Đó, nó có cái mũi tên ở trong màn hình này. Có nghĩa là mình đã chọn vào chế độ đó. Thì khi đó anh em thả dây nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó, nó đạt một cái tốc độ vừa phải vừa của nó sẽ bắt đầu mô đồ hỗ trợ đó, anh em thấy không? Đó. Thì hỗ trợ motor sẽ hỗ trợ cho anh em thả dây, thả chì á, khi anh em thả chì. Đó, thì đấy là đây là bật chế độ lên. Đó, thì anh em thả chì thì nó sẽ hỗ trợ, motor nó quay hỗ trợ. Anh em không thích thì thôi. Mà đa phần thì thấy là rất nhiều anh em không có thích như vậy. Đó. Thì đó là motor hỗ trợ, tắt đi thì bằng cách như này. Đây, bấm đây, tắt rồi xong nhé. Sang chế độ thứ ba. Chế độ thứ ba là mình bấm đây này, bấm một lần cho nó nháy nhé, bấm lần thứ hai nháy cho chọn thứ hai nhé. Lần thứ nhất là chế độ hình thức của việc lưu nhớ điểm đáy nhé.
Cái thứ hai là bật chế độ motor nhé. Cái thứ ba là zig nhé. Đó. Khi anh em không có mũi tên, đây có nghĩa là anh chưa chọn. Bây giờ anh em chọn vào có nghĩa là sẽ bật chế độ zig lên. Đó, bật chế độ zig. Thì bây giờ anh em sẽ bấm nút này để zig, nút xếp về 00 này. Đó, thì bây giờ nó sẽ là nút zig. Anh em xếp vào 00 nghĩa là anh em phải bấm giữ 3 giây. Còn zig ấy, chỉ bấm một lần thôi. Đó. 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 Muốn tắt thì bấm lần nữa là tắt. Đó. Hoặc có thể ga lên nó cũng tắt. Đó. Đó, ga lên nó cũng tắt. Rồi, bấm một lần. Đó, nó chạy. Bấm lần nữa là nó tắt. Hoặc là ga lên nó tắt. Tự khi cá ăn nhé. Anh em đang dích cá nó ăn thì anh em phải ga lên. Mở lên ga lên lại nó chạy là bình thường. Đó, thấy không? Đó là ba chức năng cơ bản như vậy trên màn hình. Đó. Thì máy mình sẽ xét về chế độ bình thường đã. Cho anh em thường thường là không có dích. Tại vì dích cũng chả cần gì. Đấy, chả ai dùng cái máy để dích hết đó. Ít lắm. Chỉ có anh công đáy bằng buồn mũ sơn la đồng sột thùng rung la đó. Thế thôi. Ừ. Thì con này máy này mình đánh giá là khá là bền. Ừ. Thì anh em cắm dây vào á, cắm dây điện á, thì anh em cắm dây bình trước, cắm bình ắc quy trước nha, cắm bình ắc quy dương âm trước đó, sau đó mới cắm dây điện đấy, sau đó mới cắm dây điện vào đó. Vệ sinh cũng vậy, vệ sinh phải đóng các nút này, khóa được rác lại đó. Dùng khăn mềm, khăn mềm vệ sinh mềm ướt đó, mở vòi nước nhẹ nhẹ xả vào đây đó, anh em xả vào đây vẫn được đó, nó chống nước mà, mở vòi nước xả nhẹ nhẹ thôi, vừa xả vừa lau, nhất là cái dây xả vào cái phần dây buôn này, còn phần trên này anh em không cần xả đâu. Anh em nhúng nước, nhúng ướt khăn đi, lau 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 sạch sẽ hết thì máy nó sẽ bền bỉ, dùng nó sẽ đảm bảo đó, của bên tại người đó. Khi thường thường mình bán mấy câu mình dặn anh em như vậy đó. Anh em mà làm không đúng cách thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến máy câu. Đi về cái sabun này nhá, cái sabun của máy điện nó rất là dễ bị oxy hóa đó, lớp mạ này oxy hóa, rất nhiều máy điện bị oxy hóa vì lý do vì sao. Anh em đi câu về anh em không vệ sinh, đi câu về phải xả xả nước, mà xả vòi nước nhỏ nhỏ, mở vòi nước của mình á, xong rồi xả nhỏ vào, xong rồi vệ sinh đi, vệ sinh đi. Đó, thứ hai là câu câu mà ít câu á, là phải tháo dây ra nhá, không được để dây ở trong sabun này. Để dây sabun là muối nó sẽ ngấm vào dây BE khi mình câu á, xong đó nó sẽ ăn mòn đây, nó ăn mòn ghê lắm nha. Đó, nên là anh em câu á, mà anh em để lâu anh em không câu, nhất là cái mùa này là chuẩn bị mùa động á, anh em không câu được á, là anh em phải tháo dây ra nha. Đó. Anh em đi câu vài lần cũng anh em về cũng phải tháo dây ra vệ sinh, sau đó vào dây lại nhá, không được để nguyên như vậy. Để nguyên như vậy cái sabun này nó sẽ bị ăn mòn ngay, kể cả là máy xịn máy mười mấy 20 triệu cũng vậy. Đó. Anh em mà câu biển xong mà về mà để cái dây BE trong đây là nó ăn mòn cái sabun ngay. Đó, nên là mình phải giữ cho nó cẩn thận. Đó. Đấy, máy này mới anh em nha. Cái máy xem. Cái máy này khá là khỏe nhé. Đó, mình khách lấy rồi đây mà mình mới vào dây cho khách luôn. Đó. Khách vào lấy cho khách dùng luôn và cài đặt sẵn cho khách luôn. Cho nó dễ. Khách về thì phải câu thôi. Đó. Mấy con thì anh em lấy rồi. Đó. Cách cài dây thì mình sẽ có clip hướng dẫn sau. Và dây thì cái nó giống nhau hết thôi. Ok, cảm ơn anh em.